Hello, xin chào tất cả quý anh chị và cô bác nhé. Hôm nay em lại có một em mình để lên giao lưu với các bác đây các bác. Đấy, các bác nhìn qua đây, đây là em mình Cutani nhé mọi người nhé. Em quay qua cho các bác và quý anh chị xem. Xong rồi lát nữa em sẽ đo kích thước báo các bác. Cái bình này thì họa tiết vẽ kín bình luôn nhé mọi người nhé. Họa tiết vẽ kín mình luôn mọi người ạ. Đây là nó có cái giấy dán ở đây, các bác đợi em một tí em bóc nó ra cái. Chung là cái giấy dán này thì nó cũng không ảnh hưởng lắm đâu mọi người ạ. Đây, em sẽ quay sát lại cho mọi người xem nhé. Đây. Hơi khó quay mọi người thông cảm với em nhé. Đây, em quay quay lại tất cả cho mọi người xem này. Đây, để xê ra một tí mọi người mới xem được hết. Em bình này là em bình của Cutani nhé mọi người nhé. Mặt này là vẽ các vị tướng quân của bên Nhật Bản và bên này cũng thế. Là cũng vẽ các vị tướng quân của Nhật nhé mọi người nhé. Đây này, đấy mọi người nhìn thấy chưa? Bây giờ em sẽ đo kích thước cho mọi người xem này. Bình này là khá là đẹp đấy mọi người ạ. Chiều cao của em bình này, chiều cao của em bình này là lên là 46 45 nhé mọi người nhé. Chiều cao là 45. Chiều cao 45. Đo vòng bụng của nó xem là vòng bụng có bao nhiêu. Vòng bụng của nó là 80 mọi người nhé. Vòng bụng của em bình này là 80. Miệng của em bình này là miệng của em bình này là 18 nhé mọi người nhé. 17,5. 17,5. Đấy, bây giờ đây ạ, em cho mọi người xem đây cái miệng của nó đây này. Đấy, đây cái miệng ở đây. Bình này là nó có một ở trên miệng này nó có một chút bị bạc cái viền vàng này đi nhé mọi người nhé. Chỉ có một chút chỗ này thôi. Đây em quay lại sát cho mọi người xem. Đấy, có một chút nữa này, rất là nhỏ, nhỏ tí thôi. Đấy, đây. Quả tiết đây mọi người. Để em sẽ cho gần lại để cho mọi người xem. À đây chỗ này nó cũng bị nữa mọi người ạ. À, chỗ này nó đây mọi người, chỗ này nó cũng bị một chút này. Để em quay sát lại cho mọi người xem. Đây nha mọi người xem kia trên miệng ấy, đây nó có một vết vết chảy này. Đây là ở phần miệng nhé mọi người nhé. Anh em sẽ quay dần dần lên mọi người ạ. Chứ em quay ở vừa nãy quay ở xa thì nó hơi khó nhìn mọi người. Đây, đây mọi người. Vẽ các vị thần của Nhật nhé mọi người nhé. Truyện mộc đầy đủ. Đây là nó có cả các chữ Hán tự nữa mọi người ạ. Mọi người xem video của em mà ai muốn mua em bình này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em cho mọi người xem chuyện của nó. Đây chuyện của nó Cutani đây nhé mọi người nhé. Đây. Chuyện Cutani nhá. Bình này thì em nghĩ là nó cũng cũng lâu lâu tuổi rồi đấy mọi người ạ. Cũng khá là đẹp ở trên này nó vẽ những cái điểm vàng này nổi khối lên nhé mọi người nhé, những cái chấm xanh này mọi người này, đây này những cái chấm xanh này là nó cũng nổi khối lên nhé mọi người nhé. Đấy. Đây, chấm xanh này nổi khối lên sờ nó gợn gợn lên mọi người nhé.
Em Bình này là cũng khá là đẹp đấy mọi người, để mọi người xem lại một lần nữa về họ vẽ cái tranh này mọi người đấy, về các vị tướng quân của Nhật đấy. Thôi mọi người, cho em xin phép và em kết thúc video ở đây đây mọi người. Một lần nữa cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị cô bác đã luôn theo dõi ủng hộ về đồ gốm của em về bên Nhật này. Thôi một lần nữa cho em gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến tất cả quý anh chị cô bác đã xem video của em. Và một lần nữa cho em nhắc lại là ai mà muốn mua sản phẩm gốm sứ gì thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi cho em gửi lời cảm ơn tất cả mọi người nhé. Bye bye mọi người.